Ok, hello xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và ở video này Khải sẽ làm một clip bói đồ trong lệnh bài boss xanh cho anh em xem nha anh em ơi. Và bắt này là bắt 2 nha anh em. Ở bắt 1 đầu tiên thì rất là nhiều anh em ủng hộ và cái video Khải cũng đã hơn mười mấy k view. Và tiếp tục cái lần xem boss này thì Khải cũng đã chuẩn bị chu đáo hơn một chút anh em ơi. Khải đã mua được set may mắn 7 nha anh em. Đó, ở trong là bắt 2 này thì Khải đã tăng trang lên một chút, đó là Khải đã có set may mắn 7 nha anh em ơi. Rồi ok. Để bắt đầu sang boss thì Khải sẽ giao dịch cho cái con Thiếu Lâm nó đứng trong góc nó thả boss nha anh em. Khải sẽ thả ở góc lắc nha anh em. Khải thả góc lắc đơn boss khỏi phải di chuyển lung tung nha anh em. Đó. Em chờ chút này. Khải chuyển 21 lệnh bài qua. Ở bắt đầu tiên thì Khải chỉ sang có 10 con thôi anh em ơi. Còn ở phần này tập 2 này Khải đã chuẩn bị khá là nhiều. Tính sơ qua một con boss này là Khải mua là 300 xu. 300 xu mà mở mỗi con là 20 vạn là 20 vạn ở server này tầm là 100 xu nữa nha anh em. Mỗi con boss sẽ dao động khoảng đúng vào khoảng 400 xu. Hiện tại Khải đã chuẩn bị được 21 con. 21 con thì chắc chắn đánh khá là lâu đó anh em ơi. Rồi, Khải sẽ chuyển cho Thiếu Lâm đứng trong góc này nó sẽ thả boss nha anh em. Rồi nói chung là Khải sẽ cho một Thiếu Lâm đứng góc thả boss này. Boss khỏi mấy con khỏi chạy lung tung này. Đấy. Rồi con Nam Độc Khải sẽ đứng cách bùa nha anh em. Nam Độc Khải sẽ đứng cách bùa boss nha anh em. Anh em chờ một chút này, Nam Độc mới bị phù nè. Rồi ok anh em, bây giờ Khải sẽ thả boss nha anh em ơi. Khải sẽ cho ông Thiếu Long đứng trong góc thả boss nha anh em. Đó, một con xúc này. Rồi, giờ bây giờ Khải chỉ việc đánh boss thôi anh em ơi. Khải mang may mắn nha anh em ơi, cánh may mắn nha. Đó, cánh may mắn cho xe luôn này. Đó. Đáng lý kiểu này anh em đánh càng nhiều thí yên càng tốt, nhưng mà Khải thì Khải tạo có một con đỡ mang một set may mắn thôi anh em ơi. Nên là thôi cứ đứng một con đánh cũng được. Biết lên down được hay không? Đó, có vẻ là ok rồi đấy. Con Nam Độc thì không biết nó cách trúng hay không anh em ơi. Rồi, Khải chạy xuống dưới cho con Nam Độc nó cách, dính con Thiếu Lâm, dính con boss cái. Rồi ok, boss đã dính bùa này anh em thấy chưa? Boss đã dính bùa nha anh em. Tại bây giờ thì chúng ta chỉ việc chờ đợi boss chết rồi nhặt đồ thôi anh em ơi. Khải sẽ bói đồ xem thử được gì nha anh em. Khải sẽ cho con Thiếu Lâm tách nhặt đồ này. Thiếu Lâm tách nhặt đồ này. Rồi tất cả các phái tách nhặt đồ luôn. Khải chỉ đỡ một con thí yên này nhặt đồ thôi nha anh em. Đó. Chỉ đỡ một con thí yên này nhặt đồ thôi. Rồi múc đây. Thì con Thiếu Lâm Khải đứng sát boss đỡ con Nam Độc nó cắt bùa nha anh em. Anh em thấy hiệu quả chưa? Đấy. Đây cũng là một cách sang boss nha anh em. Rồi. Đó, con Nam Độc cứ cắt bùa rồi con Thiếu Lâm đứng đó là con boss kia nó dính thôi anh em. Này có được cái đao hút nội lực nữa là đánh boss ngon luôn anh em ơi. Một con boss nó nằm khoảng 1 triệu máu hơn anh em, 1 triệu máu hơn anh em ơi. Một boss nó nằm 1 triệu máu hơn. Khải cho anh Thiếu Lâm đâm phụ nha anh em. Cho Thiếu Lâm đâm phụ nha. Cho nên đập đứng xa được một tí. Đó, Thiếu Lâm sẽ đâm phụ một tí nha anh em. Trong góc nó không trúng nhưng mà mình đánh mặc định thì vẫn trúng nha anh em. Đánh mặc định thì vẫn trúng. Đây. Đây là mới con đầu tiên thôi anh em ơi. Cho xuống đánh động ma này. Động ma lực tay Thiếu Lâm 2k3. Góc lát động ma cũng không trúng này mày. Thằng Long trúng này, thằng Long lên đam này. Rồi cho nó phụ thằng Long này anh em. Nói chung là con Thí Yên Khải là anh mới bánh các kiểu rồi nha anh em. Không thiếu bình nào nha anh em. Rồi 20 mấy con sẽ được cái gì đây? Món gì đây? Anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like, một chia sẻ video này nha anh em ơi. Cố gắng săn 20 con này up lên cho anh em xem. Và bắt này là bắt thứ 2 nha anh em. Bắt thứ 2 Khải săn boss lên bài boss xanh anh em ơi. Biết được gì không đây? Gần chết rồi, con Hòa Thủy này mày, con này con Hòa Thủy. Rồi còn 370 mấy máu nữa nè. $290. Để xem được đồ gì đây. Một con boss thì Khải đánh mất hộn 6 bình mana. 6 bình mana. Rồi đó, thế giới kết thúc này. Thiếu Lâm Khải cũng có may mắn nha Nam. Thiếu Lâm Khải may mắn được một món 3 thôi. Bữa nào có may mắn khoảng 7 nữa thì Khải cho Thiếu Lâm kết thúc luôn. Hai con kết thúc một lúc luôn Nam. Lỡ đâu Thiếu Lâm nó kết thúc lại đồ ngon hơn thì sao. Cái này còn hên xui lắm mà Nam. Rồi chuẩn bị nhặt đồ. Nhặt đồ 61k. Có may mắn trên đầu các kiểu rồi nha anh em ơi. $5 31k nữa. $31k. Bói đồ anh em ơi, bói đồ anh em ơi. Bá vương tiêu. Một cái bá vương tiêu. Rồi một bao tây đã coi được gì đây. Khải thả tiếp con tiếp tục này. Khải sẽ thả góc lát tiếp tục nha anh em. Hồi gì đây. Hồi mọc. Ôi hồi mọc ngon ấy. Mọc chắc ấy. Rồi mọc. Rồi được gì đây, bán tiêu thủy. Banh sắp 10 vải nồi. Giày chón 20 không có tốc độ luôn. Bao tay khán hỏi 15. Được cái bao tay này. Rồi nó Khải phù gì bán shop nè. Rồi con thứ hai là con hộm mọc nha anh em. Được Khải thả một lúc hai con cho nó nhanh nha anh em ơi. Hay là anh em thích bói từng con, anh em có thể bị em ở video lần sau nha. Khải sẽ tiếp tục làm ở video này. Khải sẽ đánh từng con cho anh em xem nha. Ở lần sau mà cảm giác thấy đam mà cao hơn một chút thì Khải sẽ đánh một lúc 2 đến 3 con nha anh em. Tại vì chỗ này Khải thả gông lắc á, bọn nó chỉ có chết thôi anh em ơi, chứ nó không làm được gì mình đâu. Nó chỉ đứng im một chỗ và nó chết thôi anh em ơi, chứ nó không làm được gì anh em ơi. Nó bị lát hình ảnh thôi nè, chứ nó đứng ngay góc này thôi. Rồi Thiếu Lâm phụ đam này. Rồi con hâm mộc này may mắn kiếm đâu ra, kiếm được cái dây chuyền nữ may mắn 5 nữa đẹp Nam. Đang thiếu dây chuyền. Đang thiếu dây chuyền nữ Nam. Đang thiếu dây chuyền nữ Nam. Kiếm dây chuyền nữ may mắn 5 nữa đẹp luôn anh em ơi. Hay dây chuyền nam cũng được. Là cho con Thiếu Lâm đứng đánh hai con đánh luôn anh em. Đó, Thiếu Lâm phụ đam cũng được hơn 1k nha anh em. Chứ không đánh thì chỉ có khoảng 1-2k thôi, đây lên 3-4k anh em. Con thứ hai anh em ơi. Lên đam 16k kìa anh em, không? Dùng đam Thế Yên anh em. Một con này nó 1 triệu mấy máu nên là tầm này hơi yếu, đánh cũng hơi lâu. Giỏi á. Anh em thấy con Nam Độc nó cấp bùa lên con boss không? Này là có bùa ấy, không có bùa đánh lâu nữa anh em. Lần này là có bùa ấy anh em. Thiếu Lâm hết mana rồi. 300. Bói đồ thì theo Khải thấy thì tầm này hơi yếu nè, đánh từng con nó mới vui nè. Tầm này yếu á. Khi nào mình mạnh mình đánh một lúc 3-4 con, mình bói đồ một lúc 3-4 con luôn nè. Tầm này hơi yếu. Rồi xem được đồ gì đây. Mi rớt rồi, đứng giữ tuôn cái này. Mười 150. Rồi, 70 mấy k nữa. Bây giờ con nghe mì vào nó lấy cái dòng bút nè. Lụm hang. Ơi, được đúng mọi cái áo này em ơi, vãi anh ơi. Trời ơi, áo khăn lôi bậy hết rồi. Rồi tiếp tục nè em ơi. Con này Khải sẽ thả hai con một lúc nha em. Con này thả hai con một lúc nha anh em. Đó, thả hai con một lúc rồi. Múc. Một con hầm mập, một con hỏ này mày. Một con hầm mập, một con hỏ. Anh bùa chưa? Rồi anh bùa. Lúc này Khải sẽ thả hai con một lúc. Nói chung là nó bị kẹt góc lắc đâu anh em, bị kẹt góc lắc nên là nó không có đánh được Khải. Gây giờ bán cái này Khải giờ mua thêm mana này mày. Mua mana này. Là chuẩn bị tiếp một rương mana đánh này nè. Lần này Khải sẽ thả hai con nhanh em, tại vì khá là nhiều. Khải còn đến mua hai mấy con nên là rất là nhiều. Rồi lên. Hiện tại đang mang 60 mấy bảng nha em. Khải thiếu dây chuyền nữa, kiếm dây chuyền 4 nữa nó đẹp nè. Dây chuyền 4 nữa là sẽ được mấy bánh 11, 60 mấy 11. Rồi. Đó, lần này đánh hai con fail nè em ơi. Con họ có vẻ nhanh chết nè em ơi, họ gần chết rồi. Họ đã nửa máu rồi. Rồi, ok. Sốc. Tại vẫn còn may mắn nha Nam, vẫn còn may mắn trên đầu nha Nam. Tính ra được mỗi bao tay kháng hỏa 15, sinh lực 85. Bao tay này thì nếu có chón nữa là võ đan nữ mang đẹp. Còn không có chón thì cũng vậy, cũng được dùng kháng hỏa thôi. Phụ đam này. Thiếu Lâm nữa, dặm Hàng Lâm phụ đam cũng ngon nè. Rồi họ chết này em ơi, họ chuẩn bị chết này. Rồi họ có 100 máu nè, 661. Rồi ngừng. Rồi đợi nó ăn em ơi, còn 100k máu. Rồi đợi thiên kết thúc này. Không biết được gì vậy em ơi. Phòng thủ lý thì dám chậm cách kêu ai. Ôi, con nào nhặt ấy, con Thiếu Lâm nhặt ta. Từ từ em ơi. Khải ôi tự nhiên nó nhặt đồ trời. Rồi cho nó đánh tiếp này. Khải bọc vào Thiếu Lâm cho anh em xem thử được đồ gì nè. Trời ơi. Đừng thiên đánh đi. Pha này nãy đợi ốc tu nhầm con Thiếu Lâm nó nhặt này em ơi. Đây, được mớ đồ này em ơi. Như đây. Làm không nội lực 473 vải chướng, thở lực vải chướng làm 120. Trời ơi toàn quỷ bắp anh em ơi, quá nhỏ anh em ơi. Rồi để gì mua mana chỉnh quan thiên cho anh em nha. Quá nhỏ đó. Rồi đến đây phải cho Thiếu Lâm bán ít đồ mua ít mana lên nè. Cùi thôi. Rồi cứ đánh đợi tiếp tục con này, lỡ đâu may mắn thì sao ta. Rồi ok. Phụ đam. Rồi tách nhạc đồn Thiếu Lâm rồi này. Rồi giờ mình thấy nhạc nữa nè. Cho Thúy Yên nhặt đồ bằng kim yến cho nó nhanh. Thúy Yên đâu? Thúy Yên ok. Rồi nhặt đồ tất cả. Rồi nhặt 2 ô tô một lúc nè. Rồi xem được gì đây. Con này tính ra là con thứ 4 rồi anh em. Hết mớ tiền rồi anh em, chưa thấy được gì nha. Rồi tiếp tục thả con tiếp theo này. Tiếp tục Khải thả con tiếp theo này, 2 con một lúc này anh em. Giữ đang cho nó nhanh này. Được gì đây? Một bao tay với một ngọc bội anh em ơi. Một tay một ngọc bội. Rồi nó Khải làm đồ cho anh em xem. Gì đây? Trời ơi, chuẩn bị bánh 8 anh em ơi. Kháng lôi 8. Kháng lôi 15. Kháng lôi 11. Rồi hết rồi. Trời ơi, nhỏ quá. Không có gì anh em ơi. Không có gì gọi là cả. Rồi, đánh lúc 2 con cho nó khỏe anh em, cho nó nhanh này. Họ với kim. Kim thì chỉ mong ra tóc sát thương. Tóc sát thương là đẹp. Tính ra Khải chuẩn bị 20 mấy cái máy lệnh bài là tính ra 400 xu. 4 xu một con là khoảng hơn gần 10 kim rồi. Gần 10 kim rồi. Tính ra là luôn chuẩn bị đồ may mắn nữa thì hơn 10 kim. Tại vì xét may mắn 7 của Khải này Khải mua đã gần 10 kim rồi. Với lại lệnh bài nữa là tính ra Khải mất gần 20 kim rồi em ơi. 20 kim đỡ lần xanh này á. Mà không biết được gì không anh em ơi. 20 kim là ở server này khoảng hơn 1,5 triệu nè. Khải đã chuẩn bị hơn 1,5 triệu đỡ đánh cái lần bắt 2 sang bot trong lệnh bài bot này mà không biết được gì không đây. Anh em đang xem thì ủng hộ một like chia sẻ giùm Khải nha anh em ơi. Lần này Khải đánh một lần 2 con nhanh anh em. Khải còn khoảng 11 2 2 4 6 8 10 12 14 15 con nữa. 15 con nữa anh em. Họ chết trước này. Họ chết trước này. 180 mấy k. Nhận 540. Nhận 540 coi. Nhẫn hay ngọc bội 540 là vô tiền nha anh em. Vô lúa nha anh em. Một vũ khí với một cái áo. Một vũ khí một cái áo thôi. Vũ khí mong ra 540 rồi. Bôi bôi bôi. Trời ơi, nhỏ vãi anh em. Trời ơi, tông đồ sida. Rồi tiếp tục. Cùi quá. Rồi mong con này anh em ơi. Mong con này rất đồ ngon này. Trời ơi, cho đen vậy ta. Rồi mong vào con này. Chưa cái gì VIP anh em ơi, chưa cái gì hot cả. Trời ơi, cố lên. Được một cái đao, mong sẽ được một cái đao tóc 30, sát thương 45. Trời ơi, đao này bán vô tiền anh em. Theo Khải thái thì mình săn từng con nó sẽ hấp dẫn thú vị hơn anh em. Đánh một lần hai con cảm giác nó nhanh nhưng mà nó không có phê anh em, nó không có đã. $40. Kiếm cái tóc sát thương rồi. Còn bao nhiêu? 15 con nữa nè, 15 con nữa. 15 con nữa nè. Rồi con này được gì đây? $15k. Rồi, được một cái giày, một bao tay. Kháng động 13. Nhẫn. Kháng động 13, trời ơi. Rồi để cho nó xuống ngựa. Rồi thả bó tiếp này mày, thả bó tiếp. Hai con này, tiếp tục hai con này. Rồi một lại là một kim một mộc, rồi dính bùa anh em quất thôi. Bói tiếp này. Trời, kháng độc, trời ơi, cùi. Rồi được cái nhận cái 10 kháng độc 13. Sinh lực, nguồn lực gì rồi? Sinh lực 31, quá thảm anh em. Rồi tiếp tục thôi. Rồi, cái này là mình cũng bói nhân phẩm hơn xui anh em ơi. Ngon thì mình ăn được ít đồ, còn xui chịu thôi anh em ơi. Không biết đâu, không biết sao được. Đó, hiện tại đang đứng góc nè. Rồi, ngồi dọn. Chờ rất là bỏ thôi em ơi. Gần hết mana rồi. Xong tối nay về mua mana nha anh em. Bọc tay cũng được nè. Bọc tay cho thiên nhẫn mang được nè. Bạn này vứt này, shot này, tay không lôi, bỏ này, thằng lôi 15 này, chung là Thí Yên tầm 72 là đánh bớt được rồi nè, kẹp góc lắc mà đánh thôi, đâu cần làm gì đâu. Rồi nửa máu rồi. Hết mana gì mua là đẹp. Thiếu dây chuyền nữa nè mày. Hiện tại mình bánh 7 nè, cố gắng kiếm dây chuyền mình bánh 4 nữa. Dây chuyền mình bánh 4 nữa là móc 11 là đẹp. Móc 11 là đẹp. Rồi kiếm chết trước. Để cho Thiếu Lâm về mua mana. Thiếu Lâm về mua mana cho con Thiên. Chốt nhanh nè. Thiếu Lâm về mua mana quăng vứt cho Thúy Yên cho mình nhanh. Mua nóng rương mana là đánh mỏi. 2 4 6 8 10 12, còn 13 con boss nữa. Sắp hết boss rồi. Này đánh được 8 con anh em, 6 con chứ, 6 con với 2 con đang đánh là 8 con rồi. 8 con rồi chưa thấy cái gì cả nè mày. Chưa thấy được cái gì luôn nè mày. Anh quanh mana cho nó nè. Tách nhiệt đồ này, vứt ba cái này ra. Cái này làm gì bán sốt thôi này mày. Rồi bị boss chết. Cố lên, kiếm cái sát thương tóc rồi anh em. Bán này. Rồi tiếp tục lên. Hết bùa là đỡ hơn. Lên cho có bùa. À, Thiếu Lâm làm gì? Để cho con nghe mi đi. Cho nghe mi nó bùa, nghe mi đi. Thiếu Lâm đứng thả boss thôi. Thiếu Lâm đi băng rác với thả boss thôi. Bị tinh thần nha. Rồi, chuẩn bị nhận pro anh em ơi. Tại bây giờ nãy giờ thì chưa có gì gọi là VIP anh em ơi. Gọi là tầm trung đủ xài, chưa gọi là VIP, không có gì gọi là VIP luôn. Cái này mà 25 là ngon, mà có 15 thì gọi là tầm trung thôi. Có thể cho nghe mi cầm đỡ mang vào lái khăn lôi cũng được. Rồi chuẩn bị làm nhật đô. Hồi kim chết trước nè. Xem rớt được gì đây. Một cái vũ khí này ngon này. Một cái đây là một cây vũ khí hồi kim này, ngon này. Tốc 20, tốc 30, sát thương nào, 4x nào. Từ em ơi, đảo sao lầm luôn con họ mọc đã anh em. Rồi thả tiếp một hờ khác ở bối đồ tiếp. Lầm tiếp một hờ mọc này em ơi. Họ tiếp tục. Thì đây. Nhiệt độ. Có được một vũ khí hờ kim nha em ơi, đợi xem thử cái gì nè em ơi. Ở cái bát trước thì Khải cũng xanh được một cây sát thương các kiểu 5 dòng mà lại không có tốc độ. Một cây thương. Ôi. Ngon. Lại một cây vũ khí. Ồ. Kháng lôi 10, tưởng mình bánh 10 chắc luôn em. Kháng lôi 7. Kháng độc 1 vãi nồi. Kháng lôi 30. Woo. Rồi ok, được một bao tay kháng lôi 30 anh em ơi. Rồi, Côn Lôn Khải mang luôn, đẹp, năm hành của Khải luôn. Kháng lôi 23 nữa rồi, có tiền em ơi, hại được hai bao tay có tiền rồi. Hai bao tay có tiền em ơi. Vũ khí, trời ơi, vũ khí kháng lôi 15 nữa, đẹp. Kháng độc không có gì cả em ơi. Rồi ngon rồi. Được hai bao tay em ơi. Một bao tay 30 này, Côn Lôn Khải sẽ mang này. Tuy đánh lực không có nhưng mà kháng đẹp này. Một bao tay 23 có thể bán được này. Rồi một vũ khí này. Vũ khí này cũng đẹp anh em ơi. Vũ khí này cũng ngon ấy. Kháng lôi 15. Rồi ok. Rồi Khải vứt ra, Khải cho Thiếu Lâm gì nó bán hả? Giờ bán shop này. Rồi được bao tay 30, quá đẹp. Khải mang luôn đẹp luôn nè. Đó là năm hành của vũ khí kim. Năm hành vũ khí kim. Rồi món này băng shop đi. Mana lên. Anh em đang xem đừng ngần ngại cho một like anh em, một like chia sẻ cho video giúp Khải nha. Một con là 1 triệu mấy máu lần nè. Khải còn 12 con nữa. Khải sẽ bói từng con cho anh em xem. Và tiếp tục Khải sẽ thả tiếp tục con tiếp theo. Gà che trời, bất gà che trời, hờ mọc ngon. Hờ mọc ngon. Đó, anh bùa cái giải phản rồi em. Được hai vũ khí là kháng lôi 15. Được hai vũ khí này. Bòi không anh thua, bao tay cũng được. Hai bao tay đây ngon em ơi. Mà không có sinh lực nữa quá chắc luôn nè. Thôi cứ săn bói đồ hên xui nè, biết sao được. Rồi anh quớ tửu này. Hết quớ tửu này. Rồi cánh quớ tửu này. Nãy hơn nửa tiếng rồi nè. Nửa tiếng mà tính ra xanh được 2, 4, 6, 8, 10. Nửa tiếng xanh được 10 con rồi. Khoảng 20 con Khải xanh trong vòng 1 tiếng. Trong vòng 1 tiếng. Chết con này Khải sẽ thả tiếp tục này. Khải sẽ thả tiếp tục con khác này. Thổ. Con này thổ. Rồi anh hỏi này. Nhiệt độ hồi họ này. Ấy nhiệt độ đúng rồi, họ chết trước. Đó, được một vũ khí, một nón, một tu la phát kết. Một lần bài phong độ. Trời ơi, sida vãi chướng. Hai món họ không có gì nè mày. Hai món họ chả cái gì ngồi rác. Không hỏi trả cái gì ngoài rác nè. Rồi, tiếp tục rồi. Mọc với thổ. Mọc chết trước này, do mọc này nó thả trước nè. Anh em thấy dùng đam không? Thứ Yên đánh gãy đao anh em. Gia truyền khai may mắn nào, khai tất cả nào. Anh em đang xem đừng quên cho Khải một like anh em ơi. Khải con hở mọc gần chết, Khải sẽ thả thêm một con nữa nha anh em. Khải còn khoảng 10 con nữa thôi. Còn hơn 10 con nữa thôi. Này thả góc nên là boss không có chạy được nha anh em, boss chỉ đứng im chỗ thôi. Cái mấy ngọc bội kháng lôi nữa đẹp anh em ơi, là đủ bộ kháng lôi luôn. Tại bây giờ còn mọc đúng không? Cố gắng ra may mắn với kháng lôi cao rồi đẹp. Rồi Khải thả thêm một con nữa là con thứ ba nha anh em. Nó sẽ đứng một góc thứ là ba con một chỗ cho nè. Rồi thủy. Rồi xúc thôi. Rồi hầm mọc cho trước. Nhặt đồ này. Rồi mọc chết trước này. Một cái vũ khí lại kháng lôi 15 vãi thiệt. Lại kháng lôi 15 anh em ơi. Nãy giờ chưa được gì hết. Tán ngạc Thí Yên kia chơi rõ ràng này. Vừa rồi được mỗi kháng lôi 15 vũ khí nữa mà. Cho mình được vượt 3k vũ khí khăn lôi rồi. Tầm này bán cũng đừng ít tiền anh em. Phụ đam nhanh luôn, phụ đam nhanh luôn. Còn 9 con boss nữa, 9 con boss nữa. Này anh em thấy không? Đang rao bán lệnh bài boss. Lệnh bài boss 300 xu, đúng không? 20 vạn nữa là tốn hết 400 xu một con anh em. Bố trong sông một con boss. Rồi bày thả con tiếp theo. Gần chết con này Khải thả con tiếp theo nha anh em. Thí Yên bán nhiều. Thử chết trước nha anh em. Rồi lên này thả boss đã. Thẳng thêm một con nữa. Biết được gì không đây. Mọc nữa. Kháng họ 11, kháng họ 4 vải chữa. Trời, có tiền, ngon 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 ngon. Có tiền, có tiền, có tiền. Vũ khí anh em ơi, 18-20. Có tiền anh em ơi. Một bộ luôn. Có tiền, có tiền. Có tiền, ngon ngon ngon. 18-20 này con bớt này, mấy cái này có tiền nha anh em. Mấy cái này có tiền khai cắn rương. Đó, đã chặt rương này. Hai bao tay mát này. Cắn lồi. Nhẫn kim. Được 2-3 cái vũ khí này. Cái cất đẹp này, cất đẹp, cất đẹp. Em chiên xanh đồ ra giá đây được anh để chứ cây này bán trong bang anh bèo lắm cũng hơn 4 năm. Anh rao vào bàn chắc hơn nem kim là chắc có. Nón vũ khí cân lôi cao nâng một món 540 là đẹp. 40 chọn 80 chón. Rồi. Vì mua mana em ơi, được rồi, được một cái kích. Em ra giá đi. Được, anh giao dịch luôn. Không anh bán, anh em bán. Anh em đặt hàng rồi. Mua mana anh em ơi. Rồi, được một cái kích là thấy cảm giác là ngon rồi anh em ơi. Kích đó mà trống 40 là vô lúa nè, trống 10 là đặt móc chuẩn luôn, đẹp luôn nè. Trống 20 cũng được. Thường thường thì tầm này thì võ đang cứ mang ba món kháng họ trống và món kháng họ trống thì tập hợp lại sẽ được móc 80 là đẹp. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Hai con nó buông trội cho anh em. Anh em đang xem cho một like anh em ơi. Đây, đồ ra anh em ơi. Vũ khí khăn lôi này bán bèo bèo cũng vài trăm xu đến 1 kim. Quá ngon, vũ khí cấp 10. Còn cái kích này á, sinh lực nữa đẹp. Quá chắc luôn em. Kháng họ 10. Giờ đang quyền rao lên một cái này, giờ đang quyền xúc ngay anh em. Cấp 10 đẹp. 10 kim mặt cá. Tiếp tục con mọc tiếp này mày. Được mớ, được cái kết là đẹp rồi. Được không? Rồi. Rồi, cảm ơn. Giờ ở đây. Một chết trước rồi. Thú hơi lâu rồi vì kỳ hở nè. Rồi tiếp tục thả con khác này. Thả 3 con chỗ này. Ôi. Thủy con này thủy. Hai kim rồi này. Đại lần là kháng lôi 30 bán 12 kim. Chắc quá. Rồi, được 2 cây vũ khí. Hộm mộc, 2 cây vũ khí. Trời, 2 cây vũ khí thì trắng đời rồi em ơi, 2 cây vũ khí chả có gì cả. Thắng lôi 30 thì được. 13 được nè. Thắng lôi 2 vứt. Mặt sắt 33. Cái này vứt rồi. Ôi, sinh lực 177 vãi nồi. What the hell. Anh em thấy cái chơi dòng sinh lực 177 vãi chướng. Cái này mà thắng lôi 20 nữa đẹp. Thắng lôi 2. Quá nhỏ anh em ơi. Quá nhỏ, quá nhỏ. Nãy giờ tính ra được mỗi cây kích. Cái kích này là đẹp. Nón 2 món, được 2 món. 2 món cho 40. Bao tay, bao tay 30. Thổ với thủy thì thổ thì bỏ, thổ vứt rồi. Thổ chả được gì rồi. Biết con thủy được gì không? Thổ thì coi như vứt rồi nè mày. Thổ coi như bỏ không rồi. Lên Thiếu Lâm phụ đào cho nó nhanh này. Chỉ nhờ trong vào cây con hơi thủy thôi. Thổ coi như vứt rồi. Thổ mày ra được nhẫn kháng băng với lại giày kháng băng thì được, hoặc là áo thì được. Còn lại thì chả có gì quan trọng cả. Phụ đam cho nó nhanh nè. Anh em đang xem thì cho Khải một like chia sẻ nha anh em. Một like chia sẻ giùm nha anh em ơi. Nãy quên mở nhạc, nãy quên mở nhạc cho anh em nghe chứ. Rồi lên nhạc anh em ơi. Đó. Đóng cửa lại Tino. Đóng cửa lại giùm ba, mau lên. Đó nè. Đóng lại. Đó nè, đi đâu đây? Đóng lại. Thủy, mong vào sở vũ khí thủy. Nè. Còn rớt, còn rớt. Rồi, thả tiếp tục này. Một con gần chết, Khải sẽ thả thêm một con nữa này. sẽ vô một lúc 3 con đam luôn này. Phá gì đây? Thổ nữa, trời ơi nhỏ vậy. Thổ cuối vái chướng anh em, thổ không có gì đó nhặt luôn. Và lần này thả double 4 con luôn em. Là gì đây? Thổ nữa, vái thôi. Rồi thêm 5 con luôn này. Trời ơi thổ này mà thổ chán quá, nhìn thổ chán quá em ơi. Từ ăn hết 4 con này đã. Nhiều quá nhìn lọn cả mắt anh em ơi. Rồi ăn con thị trước này. Thị cho trước này. Đó. Thủy, trời ơi, Thủy không có vũ khí, anh không ăn thua rồi. Giờ quất 3 con thổ hay đuối nè em ơi. 3 con thổ hay đuối. Trời ơi, kháng họ có 3, có 2, trời. Được hiệu ứng à. Ứng 30. Trời ơi. Trời ơi, cái này mà quất cái dòng kháng họ xuống cái ngọc bòi là được rồi. Nhỏ quá. Nó không đánh ta. Bây giờ mua mana đã. Cho Thiếu Lâm đánh đi. Bão tiếng phát bao rơi anh hùng gục ngã giữa trời mây. Áo chẳng cái gì, đã lần được kháng họ cũng được, cho xe mang. Ra vậy kết anh em. Rồi một. Đỡ xe sạc. Thả tiếp con khác này em ơi, thổ đánh hơi bị lâu này em ơi. Đừng nhói, thả thêm con khác đi. Bói con khác này họ thổ lâu lắm. Ở kim rồi ok. Ở kim rồi ok rồi. Khải còn khoảng 4 cái lệnh bài nữa thôi em ơi. Lần này Khải em thả phát 5 con rồi đó em. 5 con một chỗ nè. Bây giờ mua mana cho nghe mì nè, Thế Yên nè. Là mẹ Thiếu Lâm gì mua. Toàn thổ. Giờ tầm này thổ đánh hơi lâu. Thổ mà không ra ra áo được nè em ơi. Áo nhẫn vây dây là được. Áo nhẫn vây dây là ok. Áo nhẫn dây là ok. Rồi ok. Thổ đầu tiên chết trước nè. Thổ đánh lâu lắm. Hiện tại Khải còn 4 con thôi. Xong 4 con này Khải đánh thêm 4 con nữa nó xong nè. Anh em đang xem đừng quên một like và chia sẻ video bói bot này nha anh em ơi, bói đồ bot này anh em ơi. Nói chung là lần này là lần thứ 2 Khải bói đồ rồi. Cũng được ít đồ thì không biết sẽ như thế nào, còn vài con cuối cùng anh em ơi. Vài con cuối cùng sẽ ra sao đây? Phụ đam cho anh lẹ này anh em. Rồi hỏa thổ, một con hỏa thổ chuẩn bị chết. Thổ đánh lâu quá. Hai con rồi, hai con luôn. Nó như kim, một kim một thổ. Một kim một thổ chuẩn bị chết thì phải. Rồi, về nhiệt độ. Trời, sinh lực cao vãi chướng. Nhật đô. Áo rồi, áo phục hồi rồi, áo phục hồi 40 các kiểu ấy. Ngọc bội, trời ơi, ngọc bội hồi kim cho trước ngọc bội làm gì? Sức mạnh 4 chán thì chứ. Không độc. Ôi, còn rác này mình. Hồi kim chỉ có nhờ vào vũ khí thôi. Vũ khí dày to rồi. Đi rồi. Thiếu Lâm đỡ ác rồi. Rồi. Sao nó không đánh ta? Tôi bị sao vậy ta? Rồi phụ boss nè. Còn 4 con cuối. Hai con này còn 4 con cuối nè mày. Khổ, chỉ mong vào cái áo thôi. Đây còn chưa được gì. Này thấy hai con gần chết mà ta. Sao trong này nhặt được một con kim mà em ơi. Còn con thổ như nó bị mít. Con thổ tiếp tục nó bị mít, nó không có đồ gì luôn em ơi. Con thổ tiếp tục nó bị mít, nó không được đồ gì luôn á. Rồi thả con tiếp tục trên này rồi. Đó. Thổ trời sao con thổ vậy? Thả tiếp hết luôn này, thả hết luôn một lúc này. Thổ hó nữa vậy. Rồi được một con mọc, được một con mọc. Được một con mọc anh em ơi. Đó, một lần pha cuối này Khải thả hết boss rồi anh em ơi. 7 con boss một chỗ luôn anh em. 7 con boss một chỗ luôn anh em. 7 con boss một chỗ luôn nha anh em. Rồi tính ra còn một con hỏa, một con mọc với lại 5 con thổ. Vãi thiệt, 5 con thổ nè. Bói đồ hên xui thôi em ơi. Thì đây áo cấp 10, đúng một áo cấp 10. Ôi Thiếu Lâm cũng nhặt đồ hả? Thiếu Lâm nhặt đồ mà đồ cùi em ơi. Để tách nhặt đồ Thiếu Lâm này. Làm 120. Rồi để bạn làm này, giỏi á. Ừ bà thấy rồi. Xong rồi bạn nấu cơm anh nhưng chưa? Con họ chết không được gì nữa mày, toàn được cùi thôi. Rồi ngưng. Rồi, ba con cuối cùng chuẩn bị chết. Mong con hầm mọc cho đồ may mắn nào Nam ơi. Chứ gì gọi là đẹp. Nhật đô. Một vũ khí, một ngọc bội. Hở mọc là chỉ cái mong ngọc bội kháng lôi hoặc là may mắn thôi. Kháng lôi hoặc may mắn nào, kháng lôi may mắn nào. Đừng nói vũ khí kháng lôi 15 nữa nha. Nãy giờ nhiều cây 15 rồi đấy. 10. Đâu. Kháng lôi 10, 15 anh em ơi. Rồi coi ngọc bội rồi. Kháng lôi 14. Xe mang. Rồi, hai con thổ bị chết nè. Rồi hết boss rồi em ơi, Khải thả 21 con ở đó em. Ba con này nó xong nha em. Ba con này nó xong clip bắt 2 rồi. Xong clip bắt 2 bói đồ trong lệnh bài boss nha em. Ở clip đầu tiên thì cũng khá nhiều anh em ủng hộ nên là Khải mới tiếp tục Khải mua được, Khải làm video thứ 2 đó em. Chung là đây là video bói đồ VIP trong lệnh bài boss săn bắt 2. Anh em xem thì đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ nha anh em ơi. Và ở lệnh bài boss này thì đồ nó rơi ra cực kỳ hiếm nha anh em. Cực kỳ hot và cực kỳ hiếm nha anh em ơi. Không phải dễ dàng mà được một món VIP của Ader đâu nè. Hai con chuẩn bị chết nè. Không phải đơn giản đâu nè. Được áo phục hồi 40, kháng họ kháng banh nào. Nhiệt độ nhận rất là hiếm luôn nè mày, rất là khó, rất nhận. Ok, hello anh em nha. Hiện tại video này là video Khải làm Khải săn boss và Khải phát lại nha anh em, chứ không phải trực tiếp nha anh ơi. Video này Khải đánh từ hồi lúc 10 giờ trưa anh em. 10 giờ trưa anh em ơi. Đánh này giờ gần 1 tiếng rưỡi rồi. Một ngọc bội, một nón hơi to rồi anh em ơi. Hai con boss mà được một ngọc bội, một nón anh em ơi. Mít một con rồi. Con binh vứt rồi. Vứt luôn rồi. Hai món rác rồi. Vứt luôn rồi. Rồi, mít rồi. Miết rồi. Còn con cuối cùng. Hiện tại Khải đang mua may mắn dây chuyền nữ nha anh em. May mắn nữ nha anh em. Dây chuyền nữ nào có thì hú nha anh em. Anh em nào có thì hú nha anh em ơi. Một mana đã hết mana rồi. Con này con cuối cùng rồi em ơi. Biết được cái gì siêu phẩm không? À, tính ra nãy Khải sang hết 25, gần 21 con chứ, 21 con này em ơi. Nổ này bạn này vứt đi. Vứt đi. Lên cuối cùng nửa máu rồi thôi. Rồi Đạt Tiến con ơi, ồn quá, giảm nhạc lại coi. Mới gì vậy? Nhỏ này chưa? Ơi nghe ơi, này cầm cho đố. Từ ba lắng ta tìm người, người tiêu thú ta gặp nàng. Cuối cùng nha anh em. Thổ đánh lâu quá, thổ đánh quá lâu. Anh em đang xem và đã xem thì đừng quên đỡ video lại này Khải một like chia sẻ nha anh em ơi. Và lần sau Khải sẽ cố gắng mua gom một ít lần bài boss và tiếp tục làm boss thứ 3 cho anh em xem nha anh em. Tại vì ở boss đầu tiên thì rất là nhiều anh em ủng hộ nên là Khải cũng cố gắng tranh thủ đầu tư các kiểu để làm cái boss thứ 2 mà nhận lại thì cũng được một số đồ thôi anh em ơi. Nói chung là cũng ok, cũng thành công. Tại vì Khải nghĩ là với số lượng hơn lệnh bài boss hơn 10 kim thì Khải cũng nhận lại được khoảng được gần 7-8 kim rồi, cũng ok rồi đó anh em. cũng ok rồi, chung là không lỗ gì mấy, chủ yếu là vào cái nhân phẩm hên xui thôi anh em ơi. Đó, rồi xem con này xem được cái gì, con cuối cùng rồi. Có khi nào con cuối cùng nó lại ra, nó là ra hàng hot không? Chỉ cần con cuối cùng này, chỉ cần áo phục hồi 40 thổ, kháng băng làm kháng băng chống độc các kiểu là ok anh em. Chứ vậy là ok rồi. Bốn trăm tám mấy máu nữa, cuối cùng cố lên. Cuối cùng và nghiên cứu được gì không này? Cuối cùng, trời ơi, 400k máu nữa. Con hạt thổ đánh lâu vậy, nồi luôn em, lâu vậy chướng luôn em. Lâu kinh luôn á. Mọi con này ra cái áo rồi, ra cái áo là đẹp anh em. Ra cái áo là ngon. Rồi đánh con này gần một rương mana luôn. Ủa? ba trăm máu. Có khi con này lại ra cái áo thì đẹp anh em. À, sau cái video này Khải sẽ cố gắng thu gom lệnh bài boss. Khải sẽ làm tiếp tục batch thứ 3 nha anh em. Nếu như video này anh em ủng hộ Khải hơn 100 like nha anh em ơi. Hơn 100 like nha anh em ơi. Nếu mà video này hơn 100 like thì Khải sẽ gom lệnh bài boss và Khải sẽ làm tiếp batch thứ 3 nha anh em. Chúc anh em muốn bói đồ, coi đồ thì anh em đừng quên ủng hộ Khải ở video này, một like, một chia sẻ, và đạt hơn 100 like ở video này thì Khải sẽ cố gắng thu gom mua lệnh bài boss và sẽ đánh tiếp tục bắt 3 cho anh em xem. Và hứa với anh em rằng ở bắt 3 Khải sẽ cố gắng lên set đồ may mắn 11. Hiện tại Khải chỉ mang may mắn 7 thôi anh em ơi. Đang mang may mắn 7 thôi anh em ơi. Đó anh em nhìn sơ qua. Nếu mà như thế này thì Khải chỉ cần sắm cái dây chuyền may mắn 4 nữa thôi thì Khải sẽ đạt mốc may mắn 11 là đẹp. Hiện tại may mắn 7 nha anh em. Đó. Giờ Khải mua gia truyền mình bánh 4 hoặc 5 nữa là đẹp nha anh em. Rồi Khải mua mana nha, tuần này tuần cuối nè. Con này đánh khá là lâu, còn 19%. Rất là chua. Rồi 15 mình mana cuối cùng này. Rồi sốt. Sao nó lên ngựa chiều vậy ta? Bộ này tính máu nè. Bị lát sao nó cứ leo người ngoài ta. Con thổ này không đánh là nó phục hồi máu em ơi, vì đánh nãy lâu quá. Thổ là đánh đam là yếu nên là nó phục hồi quá là nhanh. Còn 300. Anh em thấy nó phục hồi máu không? Nãy hơn là đánh một lúc 5 con thổ một lúc anh em, nên là cảm giác nó nhanh, chứ còn nếu đánh từng con hơi bị chua. Không biết cái gì đây, con này lâu quá, con này chua quá. Xem thêm gia truyền nữa là đẹp. Rồi cánh quá tựu phát cuối này. Đó, nhắc cuối quá tựu này. Thiên sơn này. Được một bao tay 30, bao tay 23, rồi bao tay 15 kháng hỏa, bao tay món này tầm trung, vũ khí kháng lôi 15, vũ khí kháng lôi 15, 3 cây vũ khí kháng lôi 15, nón 11 20, và một cái kích là 12 20 sinh lực. Đây kháng lôi 10, kháng lôi 13. Nói chung đồ kháng lôi khá nhiều. Được bòi ống 1. Thổ khó đánh đàm, đánh lâu. Chù quá. Hết máu, hết mana rồi, khổ vậy. Rồi. $63k. Phát cuối được gì đây? Kiếm áo hồi 40 kháng banh thời gian chúng đọc các kiểu nào. Hy vọng vào con boss cuối cùng này. Yeah, lên ngựa gì vậy ta? Hy vọng vào con boss cuối cùng này. Trời, nó tanh máu này em thấy không? Không đam tanh máu này em thấy không? $54k. Lâm hang. $16k. Áo nào vô áo nó được em ơi, áo nhẫn với lại dây là được. Áo nhẫn dây thì bán có thể có tiền. Thật là gia truyền. Áo nhận về gia truyền anh em ơi. Ơi đúng một cái áo luôn em, vãi rồi. Đúng một áo luôn em ơi. Đúng một áo luôn em ơi, vãi trưởng chưa? Trời ơi, Asida. Rồi ok, và Khải sẽ tạm dừng clip tại đây, và anh em đang xem video bói đồ này thì đừng quên để lại cho Khải một like, một chia sẻ video nha anh em ơi, và anh em ủng hộ Khải video những video bói đồ như thế này. Lên 100 view, lên 100 lượt like thì Khải sẽ tiếp tục ra video tiếp tục cho anh em xem và theo dõi nha anh em ơi. Và ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết lại cái video này, và chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Bye bye mọi người, bye bye anh em nha. Bye bye anh em. Đây, cùng soi qua số đồ Khải nhận được này anh em ơi. Đây. 18 20, 11 20, kháng lôi 15, kháng lôi 15, kháng lôi 15. 13 kháng độc sinh lực, 11 kháng lôi, 30 kháng lôi này anh em ơi, 23 kháng lôi này, 8, 15 kháng hỏa và 14 kháng lôi. Rồi kích kháng lôi 10, kích kháng lôi 13, trùy bệnh độc sắc 33, kháng banh 15, sức mạnh 4, mấy cái này giả tẩu thôi, chống 30 dòng 1 này, nội lực cao này, 100 này. Thà lưng kháng hỏa, sinh lực 11, nhận kháng động 13. Rồi hết rồi anh em ơi. Rồi cắt rương nha. Rồi, ok, Khải sẽ ngừng clip tại đó nha anh em ơi. Anh em đừng quên để lại một like nha. Hơn 100 like Khải sẽ tiếp tục ra bắt thứ ba nha anh em. Bye bye anh em, bye bye mọi người.